chào cô chú và các anh chị. Minh Toàn hiện đang ngồi trên một cái tàu để đi ra cái khu vực này, khu vực làng chài ngày xưa, nhưng bây giờ thì ít rồi. Và hôm nay Minh Toàn sẽ ngồi trên tàu này và gửi đến cô chú một số hình ảnh về một số cái tàu đánh bắt cá và cuộc sống của người làng dân làng chài. Phía xa đầu kia của chúng ta, cái nhà trăng trắng đấy là cái cung triển lãm và hội chợ của tỉnh Quảng Ninh. Đây là tàu đánh bắt cá này. Tàu đánh bắt cá về neo đâu ở đây này. Tàu lớn thì là đâu ngoài xa, còn tàu bé thì vào trong tháp vừa luôn. Cái tàu nhỏ nhỏ này là những cái tàu mà chuyên cung cấp nước sạch cho các cái tàu đánh bắt cá. Đây là tàu đánh bắt cá. Tàu là tàu bơm nước, bơm dầu. Những tàu này tàu đánh bắt cá ấy chú nhở? Sao họ không đâu gần bờ mà lại đâu ngoài này chứ? Hay là tàu to phải đâu ngoài này? Không phải, đâu ngoài này chứ, rộng quá mà đều ở đây rồi. Đây. Đó ngoài này chứ, nó rộng còn thuyền nó vào thì nó bắn cá. Dạ. Ở đây thì người ta bán đồ gì vậy đó, cho đây đồ. Thế là đánh bắt cá là chiều chiều là về hay đi mấy ngày liền vậy? Hôm nay người ta phải đi 7-8 ngày, chục ngày. Có chiếc đi hơn chục ngày. Thế còn chiếc trong cái đi 3-4 ngày. Thuyền bé người ta đi ngắn ngày. Thuyền bé nhiên liệu bé với lại ấy, người ta đi ngắn ngày còn. Những tàu lớn lớn này là đi khoảng mất đi 15-20 ngày. Còn lái tàu mà tàu vừa như trước mặt chúng ta là đi khoảng 7-8 ngày. 7-8 ngày. Còn có các cái đèn chiếu sáng để đi ngoài biển. Anh ơi, máy này là bơm xăng hay bơm nước anh? Bơm xăng hay bơm nước ạ? Dầu à? Đây, máy bơm dầu, cấp dầu cho các cái tàu đánh bắt cá. Đây là cái máy xay đá. Khu vực
vực Hòn Gai này thì có các cái quả núi này, xa xa đầu kia là một số quả núi mà chúng ta có thể đi du lịch. Trước chúng ta là những tàu cung cấp dầu. Ngoài này gió khá là to các anh chị ạ. Trước đấy là nhà hình khá heo. Tàu cung cấp nước ngọt ở đây này, khá to, xây hẳn bê tông luôn. Đấy, đổ bằng bê tông luôn, khá to luôn. Vinh Hạ Long là nó nằm ở màn này các anh chị ạ. Đấy, chúng ta đi thẳng đây ra Vinh Hạ Long. Hôm nay có cái bác đi chở người toàn đi luôn và theo cùng.
đi khu vực này thì nếu các anh chị mà có thời gian có dịp chúng ta xe sang cái khu khu Vincom rồi là ra nằm bên Hoàng Gai để chúng ta đi những chuyến tàu như này để trải nghiệm cái cuộc sống của người dân làng Chài rất là thú vị. Đây cũng là một cái điểm mà du lịch vui khá thú vị dành cho các bạn trẻ. Bây giờ thì mình Toàn xin phép dừng video này ở đây. Cảm ơn cô chú đã theo dõi video và để theo dõi những video mới nhất. Mong cô chú và các anh chị nhấn nút đăng ký kênh miễn phí để theo dõi những video mới nhất về Hạ Long nói riêng và về Việt Nam nói chung. Cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều.